Xin chào quý vị và các bạn, kênh Invest TV đã quay trở lại sau hơn một tuần nghỉ Tết. Thực sự cái thời gian nghỉ Tết nó là một cái quãng thời gian mà gần như là chúng mình dành trọn vẹn thời gian bên gia đình và người thân, nên là cũng không có nhiều thời gian để tổng hợp tin tức về dự án P-Network gửi đến quý vị các bạn. Và nay mọi thứ đã quay trở lại với cái guồng quay hàng ngày, thì kênh Invest TV lại tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị các bạn cái số lượng P-Node được active trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Thì trong 7 ngày vừa qua thì cái số lượng P-Node trên toàn thế giới nó có thay đổi nhiều hay không, chúng ta cùng theo dõi một cái bảng Excel mà kênh Invest TV đã tổng hợp các bạn nhé. Thì hôm trước nghỉ lễ là ngày 16 tháng 1, hôm nay thì là 27 tháng 1, đã cách nhau 11 ngày, là hơn một tuần rồi. Thì các bạn thấy trong hơn một tuần qua thì số lượng P-Node trong cái nhóm 20 nước chạy nhiều P-Node nhất trên thế giới này có sự thay đổi gì nhiều hay không? Thì dẫn đầu thì vẫn phải kể đến là Trung Quốc với 1573 P-Node đã được tăng thêm so với lại trước khi nghỉ lễ. Các bạn biết là Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản. Nhật Bản thì cái văn hóa đón Tết Nguyên Đán thì cũng không còn được rõ nét, nhưng mà Trung Quốc và Việt Nam là rõ nét nhất. Nhật, Hàn thì họ cũng bị lai hóa văn hóa phương Tây nhiều rồi, do đó thì số cái ngày lễ Tết thì nó cũng không được gọi là đặc sắc đậm đà như của Việt Nam và Trung Quốc nữa. Tuy nhiên thì Hàn Quốc và Nhật Bản trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua cũng tăng cái số lượng P-Node lên tương đối đáng kể. Hàn Quốc thì tăng được khoảng gấp đôi so với Nhật Bản, 844 so với lại Nhật Bản là 485. Trung Quốc thì tăng mạnh mẽ nhất với 1573 P-Node trong 11 ngày vừa qua. Còn tiếp theo sau là Việt Nam chúng ta với 1098. Thì chúng ta đã lên được cái con số là 10.000 P-Node rồi các bạn nhé. So với lại trước nghỉ lễ chúng ta chỉ có 9.242. Nhưng mà tuy nhiên thì khoảng cách với Trung Quốc và Hàn Quốc thì vẫn còn khá là xa. Chúng ta còn cách Trung Quốc đến tận gần 6.000 nốt, còn Hàn Quốc thì gần như là gấp đôi chúng ta rồi, đấy, gần như là gấp đôi. Cái nhóm chạy nhiều P-Node nhất, mình sẽ có thể tính từ Đài Loan hất lên: Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, đó. Mông Cổ thì sau quãng thời gian tăng rất là mạnh thì giai đoạn này thì có vẻ là đang chững lại. Singapore thì đợt này thì cũng có vẻ thấy tăng lên được nhiều nhưng mà cũng không đáng kể. Đấy, cái nhóm mà từ 4.000 này, từ Mỹ hất lên trên này thì gọi tạm gọi là còn có cái sự cạnh tranh khá là cao. Thì nó chia từng top, top 1, nhóm 3 dẫn đầu thì Hàn Quốc thì vẫn đang rất là bá đạo rồi, có vẻ như là Trung Quốc cũng có đuối hơi trong cái việc bám đuổi với Hàn Quốc. Đấy, Trung Quốc vẫn đã đuối một chút, thì khoảng cách kia vẫn đang là khoảng 4.000 nốt san lấp, thì như mình dự đoán trước Tết thì phải hết tháng 2 các bạn nhé, mà khả năng này thì cũng hơi bị khó. 11 ngày qua thì Trung Quốc mới tăng được gấp đôi Hàn. Do vậy thì nếu mà với cái đà này 11 ngày nữa thì mới bám đuổi được sát sao với lại cái số lượng mà P-Node của Hàn Quốc so với Trung Quốc. Còn Việt Nam chúng ta thì có vẻ hơi đuối hơi hơn một chút, để mà bám đuổi được hai ông này thì có vẻ chạy cũng hơi bị mệt. 11 ngày qua thì chỉ có duy nhất là Ba Lan là bị giảm mất 2 nốt. Còn cái sự ổn định trong việc chạy P-Node của quần đảo Seychelles thì thôi khỏi phải nói nữa rồi. Vẫn duy trì ở cái mức 233 này. Rất là ổn. P-Node chạy ít nhưng mà chất lượng khả năng cao thì lại ăn thua hơn so với lại cái số lượng P-Node mà nhiều nhưng mà cứ tăng giảm nó không được ổn định các bạn nhé. Thì quay trở lại một chút với cái tình hình chạy P-Node, thì cái số khối mà dự án sản sinh ra nó đã sắp đạt được cái con số là 11 triệu rồi. Bây giờ trên màn hình P-Node cái máy tính ở nhà mình nó đang thể hiện là 10.935.152. Và các bạn có thể so sánh được với cái con số của sổ cái ở trên cái trang dashboard blockchain.net này, 10.935.6609069. Xin lỗi các bạn tí.
Ấy thì ở đây 069 với lại 160 khoảng cách nó không chênh lệch nhau quá nhiều, chứng tỏ là cái số liệu của trang này nó vẫn ổn chứ nó cũng không phải là quá quá cách biệt. Đây các bạn xem này, 161 rồi. Đó, ở đây đã là một bao nhiêu rồi? Một đấy, thậm chí nó còn vượt trên cả cái màn hình Pinote của mình luôn. Đó, thì cái này nó chưa cập nhật, nó chưa đồng bộ được với lại máy tính của mình, chưa đồng bộ được với lại mạng. Blockchain thì nó có thể nó chưa nhảy. Đây, nó đã nhảy là 166 rồi. Ok, như vậy là tính tính xác thực, tính ổn định và tính chính xác của số liệu trang này vẫn mình thấy là vẫn ổn, chứ không có gì gọi là quá quá lăn tăn để các bạn có thể phải suy xét việc phân tích số liệu từ đây. Thì kéo xuống thì vẫn là những cái bảng tổng sắp top 20 nước đang chạy nhiều pinot nhất này, phần trăm số lượng pinot của các nước đang nắm giữ này. Đấy, Việt Nam chúng ta vẫn đang ở trong top tương đối so với Trung Quốc và Hàn Quốc thì nó bằng bằng một nửa, nhìn vào đây thì chúng ta bằng một nửa. Kéo xuống dưới nữa thì các bạn có thể thấy được một cái bản đồ thể hiện cái sự phân bố pinot. Thì ba khu vực Trung khu vực Đông Á, Đông Nam Á đấy là nơi mà có sự xuất hiện của Trung Quốc, là Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Malaysia, đấy gần như là đến một nửa cái danh sách top 20 nước chạy nhiều pinot nhất thì tập trung ở đây. Khu vực châu Âu, khu vực nước Mỹ đấy, khu vực nước Mỹ thì có tính thêm cả cái ông Canada này, còn khu vực phía dưới Nam Mỹ này thì lác đác. Châu Phi này thì chỉ có một điểm sáng duy nhất là quần đảo Seychelles thì nó nổi trội hẳn lên các bạn ạ. Phía dưới này thì có thể có lẽ là Nam Phi. Đó, Nam Phi. Kéo dưới nữa thì các bạn có thể thấy được một top danh sách 10 cái tài khoản mà đang sở hữu nhiều Pico nhất. Thì chắc chắn ở đây sẽ có một số những cái tài khoản của Pico Team, là cái tài khoản mà chia pi về ví của anh em chúng ta. Đấy. Thì các bạn nhìn đây cái giao diện mới này nó còn thể hiện được cái số khối mà thực hiện cái giao dịch qua cái ví ở trên này. Thì các bạn thấy cái ví này nó vừa mới thực hiện những cái giao dịch ở những cái số khối gần nhất, thì chứng tỏ là giao dịch vẫn diễn ra một cách rất là liên tục. Đó. Rồi, như vậy thì đầu xuân năm mới mình sẽ lướt qua một số những cái thông tin về tình hình chạy pinot trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ, giống như những gì mà dự án Pi đã làm trong suốt 4 năm qua. Và trong năm 2023 này, chúng ta cùng chờ đợi một sự bùng nổ mạnh mẽ của dự án Pi Network. Nó sẽ là một cái bước gọi là thay đổi, mình nghĩ là sẽ thay đổi cục diện thị trường tiền điện tử trên thế giới với những cái gì mà Pi Network đang làm trong hiện tại và trong tương lai. Chúng ta cùng chờ đợi nhé. Rồi, bản tin ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV nhé.